Giờ xét đấu thứ ba của trận lô đài thứ nhất lô đài Ligeti kỳ 119 giữa Đức Dũng và Cao Phương Nam. Tỷ số bằng cục tạm thời đang là 2-0 nghiêng về phía Đức Dũng. Xét ba và thứ hai lô đài 12. Trận bình luận trận này đấy. Này không có ý tưởng bình luận. Ngủ quá đâu mà. Sau đây để nói tiếp phần bình luận của là chủ chùa anh tôi là bình luận viên Phạm Chánh Trực. Sau vừa rồi là có một màn cố xảy ra thì hai đối thủ đang rất là cây cú nhau và sử dụng các đòn thù mới. Anh xin đi. Hàng tới là quất đi chứ cần mình gì nữa. Anh Dũng anh nổi nóng mà chứ thề thưa quý vị. Ồ, chúng ta chờ xem anh Dũng vui mình bị số lượng người đều không? Mới đeo quá hay ghê rồi. Anh Nam rất kiên cường luôn quý vị.
vượt lên dẫn trước 11-10. Ồ, 11 đều. Ta thấy anh Năm lấy một điểm của anh Dũng rất khó, nhưng anh Dũng lấy một điểm của anh Năm lại rất dễ. Ồ, sự vội vã. Và thứ ba y chang sẽ bảy các bạn nhân viên giao sẽ lên máy tỷ số là 2-1. Khoảng cách nó được rút ngắn, rất căng thẳng luôn. Cái gì hết rồi kìa, hết kìa.